những cái gian nan cực khổ cho ra những thước phim rất là hay và đặc biệt là rất ấn tượng và thành công. Thì hôm nay có một buổi tiệc như vậy để mời tất cả quý vị ở đây, coi như lời cảm ơn của đại Dương Thi Hải với lại chị Minh Hà. Và bây giờ thì trước khi có những chương trình văn nghệ của tất cả các anh chị em nghệ sĩ hài có diễn viên có, thì hôm nay xin mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu để chào đón sự cảm ơn của đại Dương Lý Hải. Một lần nữa xin mời đại Dương Lý Hải có vài lời cảm ơn với tất cả quý vị. Lời nói đầu tiên thì cho phép Lý Hải xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị cũng như là các bạn, toàn thể trong ekip trong cái bộ phim Lật Mặt phần 3, Ba Chàng Khuyết. Mọi người đã góp sức và để có cái ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong cái ngày hôm nay rất là nhiều. Và để tổ chức được ngày hôm nay thì Lý Hải cũng xin cảm ơn công ty du lịch Thành Công. Cảm ơn anh Thuận là giám đốc của resort TTC Mũi Cà Gà. Xin cảm ơn resort đã tạo điều kiện cho đoàn phim có cái buổi gặp gỡ và giao lưu trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Hôm nay thì cũng tương đối là đông. Mình cũng một trong mấy mươi người, nhưng mà theo Lý Hải thấy thì để mặt một xíu nha. Có rất là nhiều cái trong một ekip bộ phim thì có rất là nhiều bạn. Lý Hải thấy là có một số bạn sẽ không biết mặt nhau. Ví dụ như ekip mà tiền kỳ, tổ đạo diễn thì mọi người sẽ biết, hoặc là tổ diễn viên thì mọi người sẽ biết đó, nhưng mà sau lưng đó thì rất là nhiều tổ mọi người không có biết mặt nhau. Trong đây có rất là nhiều người đi, ví dụ như tổ thiết kế máy, hậu đài, rồi tới tổ phục trang, tổ make up, rồi song song đó là có tổ PR cho phim, đó là cái team CGV. Có một cái anh nó chưa nhắc tới chứ phải quên, mà anh giơ tay quá trời, đó là anh Hoàng. Anh Hoàng làm team 3D cho phim. Hồi trước tới nay ví dụ như là chỉ biết làm việc chỉ biết anh Hoàng thôi chứ đâu có biết là cái team anh đâu. Hôm nay Lý Hải mới có dịp gặp gỡ thêm một số các anh chị làm chung mới biết. Rồi sau đó là tổ dựng phim, tổ bên làm tiếng, rất là nhiều. Nhiều người bên lý do đó mà có một số bạn là vô cảm thấy là rất là lạ, không biết nhau. Thì coi như là ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp hợp mặt nhau để chúng ta sẽ biết nhau. Tại vì mình sẽ... mình sẽ còn hợp tác dài dài nữa. Và Lê Hải không biết nói hơn là xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Thành công của bộ phim Lật Mặt phần 3 này với tiêu đề là Ba Chàng Khuyết thì không phải công sức của một hay hai người, mà công sức của cả một cái tập thể, tất cả các anh chị và các bạn có mặt trong ngày hôm nay. Lý Hải xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có những người âm thầm giúp đỡ cho bộ phim rất là nhiều mà không có ai biết mặt hoặc là không có ai được nhắc tới. Lý Hải cũng xin cảm ơn các bạn đó đã giúp cho Lý Hải, đã cũng như là giúp cho cái bộ phim Lật Mặt mọi người biết tới. Hy vọng rằng nếu Lý Hải có làm tiếp phần 4 hay gì đó thì sẽ là một điều may mắn cho Lý Hải nếu như được tiếp tục cộng tác với ekip tất cả các anh chị và các bạn trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ mọi người cùng giơ ly lên ha, chuẩn bị ha. 1, 2, 3, go! Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin cảm ơn xung quanh. Hy vọng rằng năm sau mình cũng sẽ được tổ chức cái đại tiếp. Có nghĩa là mình cũng sẽ thắng phim.
À, đây là lần thứ ba Lý Hải tổ chức ở đây rồi. Lần mặt 1 Lý Hải cũng tổ chức ở đây, lần mặt 2 cũng ra buổi ca kè tổ chức, và đây là lần mặt phần 3 Lý Hải cũng được tổ chức. Hy vọng là nếu như mà Lý Hải có làm tiếp phần 4, phần 5, phần 6 được tổ chức như thế này, đồng nghĩa là phim thắng à. Lý Hải không có ra một cái chỉ tiêu là mình sẽ thắng bao nhiêu, chỉ cần thắng có nghĩa là thu hồi vốn là chúng ta có thể ăn mừng rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin có đọc, xin cảm ơn. Xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh Lý Hải rất là nhiều. Và cũng như quý vị cũng biết thì hôm nay là chúng ta sau những ngày mà cùng với nhau làm việc cũng như là không ai biết ai, và hôm nay thì chúng ta làm một cái dịp và để cho chúng ta biết nhau và tạo ra nhiều cái niềm vui, và luôn luôn chúng ta sẽ thắt chặt với nhau để cho ra những bộ phim hay và thành công hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc cho đại dương Lý Hải luôn luôn thành công. Một lần nữa xin cảm ơn. Và hôm nay thì rất là nhiều anh chị em văn nghệ sĩ, các diễn viên, và hôm nay tại sân khấu này chúng ta cùng giao lưu và cùng gặp gỡ với nhau để có như một gia đình, thì chúng ta sẽ hát với nhau và tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích nhất, cho cái không khí hôm nay chúng ta càng ấm cúng và càng vui hơn nữa. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì một lần nữa Bùi Phương Khang xin mời tất cả quý vị cùng đến với tiếng hát đầu tiên của diễn viên điện ảnh rất là trẻ, rất là tài năng. Một chào vỗ tay thật lớn để đón chào tiếng hát rất là duyên dáng của diễn viên điện ảnh Dân Việt, có nickname là Việt Tom. Đây là một anh diễn viên cái gì cũng tài giỏi, nhưng mà được không có được giống như là không đổ lắm, nhưng mà anh rất là may mắn. Đây là bàn của anh các trẻ. Anh đi tới đâu là tạo niềm vui và đặc biệt là rất thành công. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị anh chàng này một chào vỗ tay thật lớn. Ngay cái hồ bơi làm full mặt ti, nhưng mà cuối cùng là trời mưa, cho nên là phải chờ vô phía trong. Nó lớn lên chị, nó nhỏ sao cái giả nghe chị. Nghe lắm. Nghe chị, nghe. Là bếp trưởng, bếp trưởng. Mọi người thích nướng nha, đứng vào cùng nướng chứ không.
Tối giờ. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Việt ốp đoàn phim Lật Mặt 3 của anh Lý Hải. Quý vị có xem phim Lật Mặt 3 không? Có thấy thành thức không? Chắc chắn là không thấy được đâu, có đóng đâu thấy. Nhưng mà đứng phía sau nha, đứng phía sau ủng hộ cho anh Lý Hải nha. Đá banh chung với Lý Hải nha, thì hôm nay mới có mặt ở đây. Các bạn nhớ ủng hộ những lần tiếp theo coi Lật Mặt nha, Lật Mặt 4, Lật Mặt 5 khi nào đó sự xuất hiện bất ngờ của thành thức. Chắc chắn rồi ha. Đây là vợ chồng của một cặp ca sĩ rất là dễ thương. Ai đây? Lật Mặt rồi nè. Hello cả nhà. Vợ chồng Hoàng Dưỡng đang có chuyến đi nghỉ hè cùng với gia đình rất là vui, cùng với đồng nghiệp Lật Mặt của vợ chồng anh Lý Hải Minh Hà. Hy vọng rằng là cả nhà sẽ ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của gia đình đại vương Lý Hải nha. Hôm nay không say không về. Yeah. Chúc đỡ là bạn chỗ phải tặng một màn nha. Bây giờ Hà đang đến một cái team cũng rất là quan trọng ở trong đoàn phim, đó là team PA, làm marketing. Đây. Đây là cô nàng nhóm trưởng. Hello mọi người. Team này được cái là rất là chịu chơi. Rất là ai cũng xinh đẹp hết, ai cũng chịu chơi hết á. Bình thường ở đây là rất là nhiều cô chú anh chị làm phim. Có lẽ là sẽ lắng nghe cho anh. Chào mọi người nha. Đi qua bên kia tiếp nè. Hồi nãy giờ Hà quên bật cái đèn, bây giờ Hà bật cái đèn lên mới thấy sáng. Ca sĩ Phạm Trưởng. Gà đang mở mũi kê gà chứ không phải là đang gà. Vừa rất bận rộn, em cũng phải dính chút thời gian 2 ngày rưỡi ra đây để chúc mừng cho đại vương Lý Hải. Một lần nữa xin mời Phạm Trưởng, Phạm Trưởng mà không lên là mày lên nha. Dạ. Thì chỉ có là Lê Nga mới thấy được Phạm Trưởng thôi. Và chúng ta đang gọi là Nga đang ở mũi kê gà mọi người ơi. Ở đây trời đang mưa, hồi chiều cũng mưa và bây giờ cũng mưa. Chúng ta cùng hát ca khúc này để tặng cho hồi chiều cũng mưa mà bây giờ cũng mưa. Chán quá. Định là tổ chức tiệc ngoài trời mà cuối cùng là bị mưa cho nên phải dời vô. Hello, anh đây là Trang ơi. Bên này thấy là nhóm múa nhí là lên đây đăng ký nhiều lắm nha. Chút này sẽ có tiết mục cho mấy con. Cho phép Phạm Trưởng xin chào cả nhà thân yêu quý mến nhất của gia đình đại vương Lý Hải. Dạ. Chúc cho buổi tiệc của chúng ta thật là vui và nhiều tiếng cười hơn nữa nha. Sao con? Hả? Hát cho chú hả? Trước khi lên sân khấu thì em nhận lời đề nghị của chị Minh Hà là anh Hải lên song ca cùng với em. Không biết giờ Hải sẵn sàng chưa? Chốt mất tiêu rồi. Chốt mất tiêu rồi. Dạ. Anh Hải đâu hả? Đây mà chú. Dạ, em không có gì hơn thì xin chúc mừng với sự thành công của Lật Mặt 3, Ba Chàng Khuyết. Và chúc cho những sản phẩm sắp tới của đại vương Lý Hải cùng sẽ thành công rực rỡ hơn nữa ạ. Đại vương chọn luôn em. We'll be right back.
cuối ngày âm êm. Đừng buồn nghe em, nghĩ sau nghe em. Tình yêu đẹp biết khi xa nhau còn thương nhau. Giờ biết hôm nay mình đang còn nhau đây. Nếu lâu về sau tình còn vào đắng cay. Cho phép gọi là khán giả nha. Bởi vì có những cái tay rất là dễ thương á. À đây mình biết lần mặt đầu lên bia vô một cái trên không nha. Lên bia hey. Còn bên nhau nếu lâu mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao mây mèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em. Tình yêu là những ngôi sao mây mèo trong đêm. Tình yêu, hát tình là sơ sơ. Liệu hút chân đi bạn ạ. Ba chàng Khuyết thì bữa nay ai cũng bận đi quay hết rồi. Mặc dù là đoàn phim đã thông báo trước cách đây một tháng, nhưng mà ba chàng Khuyết là không có sắp xếp được tham gia. Chắc là phạt sau đó cả nhà ha. Chắc là sẽ phải phạt sau thôi. Tại vì thông báo lâu rồi đoàn phim sẽ đi chơi, mà hôm nay cũng kẹt lịch quay, cho nên là rất tiếc là không tham gia được. Còn Nene thì đang chào em. Chào em. Là đây nè. À, ca khúc tiếp theo là Lý Hải và Phạm Trưởng Sát, ca khúc Liều Thuốc cho trái tim. Và sau đó là của Thái Hùng và với minh họa của nhóm HTC. Diễn tại sân khấu này có một sự hơi lạ, đặc biệt đó là sự xuất hiện của diễn viên minh họa, đó là nhóm HTC. Ở
kính thưa quý vị, nhóm ATC là đúng là hôm nay sẽ diễn cho tất cả quý vị xem, nhưng mà hôm nay là một thành viên đã rất là bận công chuyện của mình nha. Không người không kịp. Em có gì nói á? Em có hả? Chỉ ta biết trong người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chỉ một lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa dâng ngàn, ngàn ngày trôi qua còn tôi chia xa nỗi tiếc mấy giấc mơ ban đầu. Vì con tim yêu luôn khát khao có cây cho đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Giờ sau nào vỡ đã trơn tim, mong người vô sắc bao đêm, ngắm như coi vỡ nghe như chơi với khi bao yêu được mùa màu. Em đi mang theo vào chẳng thuở nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là cháy đến trong đêm, con quỳ nước sắp lên đêm, tìm hoài mây mờ trong đêm cứ xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vào chẳng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ. Mới sáng tác đại dương mới phát hành rồi, đại dương trốn rồi, xong nhiệm vụ đại dương trốn rồi. À, đại dương hát với em xong bây giờ anh thấy là bạn của đại dương hát hay mà anh Trường anh hát xong trai với em. Anh Trường lên hát đi. À, cảm ơn bạn Trường, cảm ơn đại dương này rất nhiều. Thì hôm nay dù rằng là trời mưa nhưng mà thật sự là đời nghệ sĩ thì trời mưa thôi, mặc trời mưa thì đời nghệ sĩ cũng đã thừa bão giông. Thì hôm nay là mưa nó không quan trọng, quan trọng là anh em mình chúng ta cứ vui. Và bây giờ thì một tiếng hát trước khi đến với những nghệ sĩ nữa thì Đường Giang cũng sẽ giới thiệu tất cả quý vị đây một tiếng hát của quân đội nhân dân Việt Nam gửi đến. Dù rằng trong những ngày qua tình hình rất là căng thẳng nhưng mà anh cũng nhấn chút thời gian đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với lại đại dương Nhí Hải và hát những ca khúc mình yêu thích nhất để tặng cho tất cả quý vị. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn để đón chào tiếng hát của quân đội nhân dân Việt Nam đại diện đến tiếng hát của Trần Phong.
Có lẽ là hôm nay Trần Phong từ khăn gói từ Đồng Nai ra đây là quyết định là đem những tiết mục có lẽ là rất là đặc biệt và rất ấn tượng. Mong là quý vị sẽ ủng hộ, khi mà tất cả quý vị cùng xem. Anh Phong anh xỉn rồi đó. Cảm ơn sự MC duyên dáng được tôi tham rất nhiều. Nói hết rồi nha, nói hết rồi. Ông ơi cho tôi nói nha Lê Hải. Thôi đầu tiên kính thưa tổng sản xuất Minh Hà và đạo diễn Lý Hải cùng toàn thể bạn của Lý Hải từ Tiền Giang tới đây và toàn thể quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay xin thưa quý vị cũng đã biết hiện nay phim nhựa của Việt Nam bùng nổ rất là ghê gớm, nhưng khán giả hầu như tôi thấy đều quay lưng. Trong khi đó Lật Mặt series Lật Mặt của chúng ta và tại đây là Lật Mặt ba chàng khuyết được khán giả đón nhận một cách rất nồng nhiệt. Đó là vì sao? Vì Lật Mặt đã mang đến những cảm xúc chạm đến trái tim của khán giả, mọi người, mọi tầng lớp, từ công chức đến công dân, từ thành thị đến nông thôn, người ta đều đón nhận một cách rất nồng nhiệt. Đó là một thành công đầu tiên của series Lật Mặt. Cho đi Hải chào tay nè. Ông Thành yếu quá. Một lần nữa chúng ta vỗ tay để chúc mừng tổng sản xuất Minh Hà và đạo diễn Lý Hải rất nhiều à. Hát chưa? Không, cũng xin lỗi là hai Lật Mặt trước Trần Phong đều tham gia với vai trò sản xuất và cũng có một số vai trong phim. Nhưng mình Lật Mặt 3 này có một số vấn đề Trần Phong không tham gia được à. Tiếng không có ra cho nên là thôi bó tay không có nhạc. Thôi chị Hà hả? Chị Hà xong ra Lê Hải hả? Thôi chị không hát rồi. Không nhận. Tôi thì rất là nhiều người cứ nghĩ tôi đang làm Lật Mặt. Thành ra người ta hỏi tôi, ôi Lật Mặt này tính nhân văn cao quá. Lật Mặt nhân văn cao quá, chạm tới cảm xúc của trái tim rất nhiều à. Đi qua bên này cho nó kính thưa cái vị lưu ý là đi qua bên này cho nó đỡ ồn một tí xíu. Thôi Hà Lê Hải không có hồi nãy Cindy có lên sân khấu á, bây giờ Cindy đang ngồi ăn ở dưới. Chắc live stream cho mọi người nãy giờ chắc cũng mọi người cũng thấy được không khí rồi ha. Chắc giờ Hà chuẩn bị out live stream được chưa cả nhà? Out live stream được chưa? Out live stream được chưa cả nhà ơi? Một lần nữa ban tổ chức xin thông báo là chương trình của chúng tôi còn quảng cáo là 1 phút là tính ra là 15 triệu. Đâu phải World Cup đâu em. World Cup mai mới đá mà. Rồi cho chặt đá lớn nha anh. Em tặng bà 1 phút đi. Rồi đó. Bây giờ lái xe được bao lâu nữa đây?